cùng với hợp tác trao đổi thương mại. Thời gian qua, giao lưu văn hóa chính là cầu nối hữu hiệu để đưa thành phố Đà Nẵng tới bạn bè quốc tế. Nhiều sự kiện văn hóa, đối ngoại tầm cỡ với các nước khu vực Đông Á đã diễn ra thành công tại Đà Nẵng. Qua đó không chỉ góp phần đẩy mạnh việc hội nhập quốc tế, mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng ra nước ngoài. Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, các địa phương của hai quốc gia cũng thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với thành phố. Năm 2022, lễ hội Việt Nam-Nhật Bản diễn ra từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 tại Công viên Biển Đông và lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 4 tháng 9 tại Công viên Bờ Đông Cầu Rồng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán các nước tổ chức với quy mô lớn đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, phong phú về chương trình nghệ thuật, ẩm thực, văn hóa, du lịch, giáo dục, v.v. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lễ hội Việt Nam Hàn Quốc. Tôi thực sự cảm thấy rất vinh dự khi được mời tham dự sự kiện ý nghĩa như thế này. Sự kiện với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đây là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Việt Nam cũng như với thành phố Đà Nẵng và ngày càng bền vững hơn trong thời gian đến. Trong đó, lễ hội Việt Nam-Nhật Bản năm 2022 là sự kiện văn hóa đối ngoại toàn diện với Nhật Bản tại Đà Nẵng, được tổ chức thường niên từ năm 2014. Đến nay, sự kiện đã thu hút hơn 130.000 người tham gia, tạo được tiếng vang lớn với các đối tác Việt Nam và Nhật Bản, dần trở thành một điểm đến yêu thích của người dân, nhất là những bạn trẻ yêu văn hóa, con người, đất nước Nhật Bản. Mình tới Đà Nẵng, mình cảm giác là thành phố rất là đẹp nè. Hôm nay đã có cái lễ hội Việt Nam Nhật Bản nữa, những cái gian hàng thì rất là nhiều cái trò chơi và những giới thiệu về văn hóa Nhật Bản rất là nhiều nữa. Nên mình rất là thích, mình hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản và con người Nhật Bản nhiều hơn. Các sự kiện giao lưu văn hóa đã góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương, đối tác doanh nhân Nhật Bản, Hàn Quốc nói riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức định kỳ hàng năm ngoài các cái giao lưu văn hóa với các nước mà chúng tôi đang tổ chức thì các năm tới thì cùng với đó thì chúng tôi thắt chặt và triển khai nhiều cái chương trình giao lưu để tăng cường cái giao lưu về văn hóa, hợp tác về nhân dân, thúc đẩy hợp tác để giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế trên phạm vi toàn thế giới. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 6 địa phương của Hàn Quốc. Về đầu tư, hiện đã có 235 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đạt hơn 378 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó cũng có khoảng 216 hoạt động đầu tư từ Nhật Bản vào Đà Nẵng với tổng mức đầu tư lũy kế lên tới 800 triệu đô la Mỹ. Các lĩnh vực giao lưu, hợp tác về du lịch, giáo dục, hoạt động xã hội, tình nguyện đã có những bước phát triển vượt bậc.